Vâng, bà con nào nhanh tay thì được nhá, 39 triệu đồng Cherry Quy mới về. Đấy, sơn xi mới nhá, con này mới về luôn. Đây, chưa làm gì hết bà con nhá. Đấy, cái này em sẽ cho xử lý sơn này. Đó, sơn đẹp luôn. Sơn xi, sơn đánh sơn cả xe luôn bà con nhá. Sơn đánh bóng cả xe này, la răng đúc này. Máy nổ còi kêu 4 bánh quay đều, chạy tít mù luôn. 39 triệu đồng, bà con nào nhanh tay được kiểm tay là mất nhá. Đấy, Cherry Quy 2009 bà con các bác nhá. Đấy, 39 triệu đồng. Dàn lốp mới tinh. Đấy, máy nổ êm du luôn. Hiện tại máy đang nổ đây. Em sẽ quay máy cho bà con các bác xem. Thế chúng ta vào nội thất một chút này. Đây ạ. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ nhá. 39 triệu đồng. Cherry Quy 2009 nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu bà con các bác nhá. Xăng ăn như ngửi. 100 cây lên xăng chưa đến 5 lít đâu ạ. Đó. Máy nổ êm du đây. Đây em sẽ mở máy cho bà con các bác xem này. Mới về cửa hàng xong ạ. Đây ạ, phần máy này bà con này. Đấy, máy nổ êm du nhá. Đấy, bà con khu vực miền Bắc em bao ship luôn. Đấy, tài xế đánh xe ship luôn tận nhà cho bà con luôn. Bao test luôn đấy ạ. Gọi như là test luôn cho bà con. Có thể là một hơn 100 cây đổ về thì em sẽ bao ship nhá. 39 triệu. Đấy, giá thì lọc lá một chút thôi. Gọi là tiền lọc thôi ạ. Đây, máy nổ đây ạ. 39 triệu đồng còn gì lăn tăn nữa không ạ? À, bà con nào nhà thì muốn quan tâm muốn sở hữu ngay cái mẫu xe tập lái Cherry Quy 2009 này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Qua số điện thoại là 0394652688 nhé. Rất là rẻ luôn. Đấy, giá này thì em đã bao gồm sơn gọi như là hầu như sơn quây cả xe rồi nhé. Đấy, sơn đẹp này, nội thất tươi này, xe cực chất luôn. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ nhé. Máy gầm chất. Đấy, cửa đóng khít nhé. Đấy, nội thất tươi này. Chân nỉ này. Đấy ạ. 39 triệu, la răng đúc này. Sơn xi sạch đẹp nhá, sơn màu đỏ đô ạ. Bà con nào nhanh tay thì được, chậm tay là mất nhá. Đấy, nhanh tay alo cho em theo số điện thoại là 0394652688 nhé.